Sau giai đoạn sinh nở và chăm sóc con thơ đầy vất vả, bước vào độ tuổi 30, nhiều chị em phải đối mặt với tình trạng tiền mãn kinh sớm, thiếu hụt nội tiết tố nữ khiến cuộc sống của chị em bị xáo trộn, lúc nào cũng lo âu, căng thẳng. Thấu hiểu được tâm tư của phái đẹp, đam mê với nền y học cổ truyền Việt Nhật, công ty cổ phần đầu tư Akina Đông Á kết hợp với chuyên gia Nhật Bản Takechi nghiên cứu phát triển thành công sản phẩm chăm sóc sức khỏe Mariko giúp xua tan nỗi lo giả nua, xấu xí, làm chậm quá trình tiền mãn kinh, tự tin tận hưởng hạnh phúc gia đình theo cách của phụ nữ. Mariko ra đời là sự kế thừa và phát huy hoàn hảo bài thuốc cổ phương Nhật Bản với tinh chất sâm Hyuga Toki hay còn gọi là sâm Angelica cùng các dược liệu cổ truyền Campo, Nam Dược Việt Nam tạo ra sản phẩm Mariko tuyệt vời, hỗ trợ bổ máu, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh, hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ. Trước đây, da của Trà My rất sạm, rất nám, thậm chí có rất nhiều mụn. Sau khi tìm hiểu và sử dụng sản phẩm Mariko, thưa quý vị, trên tay Trà My là sản phẩm Mariko. Sản phẩm này được chiết xuất từ sâm Angelica của Nhật Bản cùng với các nguồn dược liệu quý của thiên nhiên Việt Nam đã tạo nên một Mariko rất hoàn hảo. Trà My đã tin dùng sản phẩm Mariko và sản phẩm này đã làm cho làn da của Trà My tươi trẻ, mịn màng hơn và tuổi thanh xuân lúc nào cũng phơi phới. Với nền y học cổ truyền Nhật Bản, bất ngờ và choáng ngợp trước sự hoang sơ của ngành dược Việt Nam cùng với lòng mến yêu cuộc sống con người vùng cao xã Y Tý, Lào Cai, Quản Bạ, Hà Giang, ông Takechi, chuyên gia từ Nhật Bản, đã khẳng định sản phẩm Mariko sẽ là sản phẩm cần thiết và đặc biệt hữu hiệu cho chị em phụ nữ sau tuổi 30. Mariko đã được đăng ký nhãn hiệu độc quyền và xác nhận phù hợp với quy định an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.